Thôi, thì đây là mình đang đứng ngay ngã sáu đây. Đường rất là vắng vẻ ngay trước Bixi nha. Rất là vắng vẻ. Có vài xe chạy qua lại thôi. Mặc dù đây là khoảng 3 giờ rưỡi chiều. Như bình thường thì giờ này nó rất là lộn xe và kẹt xe nữa rồi. Cầu vượt thì rất là ít xe chạy qua chạy lại. Các quán cà phê hay là quán ăn ngay gần đây là đều đóng cửa hết. An Phước cũng đóng cửa, Nón Sơn cũng đóng cửa. Cửa hàng điện thoại gì cũng đóng cửa hết. Nói chung là các bạn mà nếu như mà cần đi dạo hay là đi khám phá Gò Vấp ấy, thì những ngày này đi là rất là thoải mái, tại vì không có xe nào cả, không sợ kẹt xe, chạy rất thoải mái. Khu vực Bixi á cũng không có khách nào đứng nhiều. Bình thường thì sẽ có rất là nhiều người đứng đợi mua hàng hoặc là rước người thân. Nhưng mà hôm nay thì không có ai. Nên hôm nay mà nếu như các bạn nào mà muốn đi siêu thị là thoải mái, cũng không có tình trạng mà thiếu hàng đâu. Nên những cái người mà đi trước, những cái ngày mà mới bắt chuẩn bị bắt đầu giãn cách á thì nó hơi bị là tội.